Từ lâu, tình trạng nhóm các thanh niên trẻ tổ chức đua xe, tham gia giao thông lạng lách đánh võng trên đường là một vấn nạn vô cùng nhức nhối. Các cơ quan chức năng các đơn vị có thẩm quyền cũng đã đưa ra nhiều biện pháp để xử lý, ngăn chặn. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn xảy ra ở nhiều địa phương. Mới đây, tại nút giao thông Phan Bộ Châu Hùng Vương, Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, xuất hiện một nhóm quái xế khoảng 20 thanh thiếu niên điều khiển xe với tốc độ nhanh đã va chạm một xe máy khác, khiến cho bốn người trong một gia đình bị thương sau đó nhóm quái giấy này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết, vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 20 tháng 7, anh Huỳnh Quang L, 31 tuổi, chở vợ là chị Lê Thị Tê, 27 tuổi, chú ở xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, cùng con trai 5 tuổi và con gái 21 tháng tuổi đang đi trên đường Phan Bội Châu hướng Nam Bắc. Khi đến nút giao Phan Bội Châu, Hùng Vương Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, thì bị một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi xe máy qua vòng xoay, tông ngã xuống đường, khiến cho cả bốn người trong gia đình anh L bị thương. Theo người dân chứng kiến vụ việc, sau khi các nạn nhân ngã xuống đường, hai thanh niên trong nhóm trên tiến đến nói lời thô tục, định gây sự đòi đánh anh Lờ. Anh Lờ có hô hoán gọi người dân ở khu vực đó ra giúp đỡ. Khi thấy người dân đến đông thì nhóm này bỏ đi. Gia đình gặp nạn được người đi đường hỗ trợ đưa vào Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện gần đó để chụp kiểm tra sức khỏe. Theo ghi nhận, anh Lờ bị gãy ba chiếc răng, chị Tê và hai cháu bé bị cháy xước nhiều vị trí ở tay, chân và chán. Hiện sức khỏe gia đình 4 người trong vụ tai nạn đã ổn định và xuất viện. Sáng ngày 21 tháng 7, anh Huỳnh Quang Lờ đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết đã tiến hành truy xuất camera ở khu vực này, đồng thời khẩn trương thực hiện các phương pháp nghiệp vụ để truy tìm nhóm quái xế này. Người dân khu vực này cho biết đêm nào cũng có hàng chục thanh thiếu niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao và hò hét chạy qua vòng xuyến nêu trên gây bất an cho người dân địa phương. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự nhiều lần nhận phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của các nhóm thanh thiếu niên và tổ chức kiểm tra xử lý liên tục, tạm giữ nhiều phương tiện. Các cơ quan chức năng cần xây dựng kế hoạch để xử lý nghiêm vi phạm cũng là để gian đe các đối tượng coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác như vậy.